Thầy xin chào tất cả các em học sinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục đối với tuần tiếp theo của môn thể dục lớp 8. Sau đây, thầy xin mời tất cả các em chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Về nội dung của tuần này, chúng ta vẫn tiếp tục hai nội dung đó là đá cầu và chạy bền. Về đá cầu, chúng ta sẽ ôn lại kỹ thuật tân cầu bằng đùi, tân cầu bằng má trong bàn chân, tân cầu bằng mu bàn chân, và cuối giờ chúng ta sẽ kiểm tra phần luật đá cầu. Về chạy bền, các em sẽ tìm hiểu các giai đoạn trong chạy bền và tác dụng của việc chạy bền. Đến với nội dung đá cầu, đầu tiên chúng ta sẽ ôn lại tân cầu bằng đùi. Tân cầu bằng đùi, tư thế chuẩn bị: đứng hai chân rộng bằng vai, tay cùng bên với chân thuận cầm cầu ở trước bụng và ngang thắt lưng. Về động tác, thực hiện tung cầu lên cao, mắt nhìn theo cầu để dự đoán điểm rơi của cầu. Di chuyển về phía cầu rơi, nâng gối chân thuận sao cho bàn chân song song với mặt đất. Cẳng chân vuông góc với bắp đùi và bắp đùi vuông góc với thân người. Dùng đùi tân cầu lên cao. Tiếp theo, di chuyển theo hướng cầu rơi để tân cầu lên tiếp tục. Các em quan sát thực hiện tân cầu bằng đùi. Tân cầu bằng má trong bàn chân. Tư thế chuẩn bị: đứng hai chân rộng bằng vai, tay cùng bên với chân thận cầm cầu ở trước bụng và ngang thắt lưng. Về động tác, tung cầu lên cao, mắt nhìn theo cầu để dự đoán điểm rơi của cầu. Di chuyển về phía cầu rơi, thực hiện mở gối bên chân thận và nâng má trong bàn chân lên. Dùng má trong bàn chân để tân cầu lên cao. Tiếp theo, di chuyển theo hướng cầu rơi để tân cầu lên tiếp tục. Các em quan sát tân cầu bằng má trong bàn chân. Tân cầu bằng mu bàn chân. Về tư thế chuẩn bị: đứng hai chân rộng bằng vai, tay cùng bên với chân thận cầm cầu ở trước bụng và ngang thắt lưng. Về động tác, tung cầu lên cao, mắt nhìn theo cầu để dự đoán hướng rơi của cầu. Di chuyển về phía cầu rơi, nâng gối chân thuận sao cho bàn chân song song với mặt đất. Cẳng chân vuông góc với bắp đùi, bắp đùi vuông góc với thân người. Dùng mu bàn chân để tân cầu lên cao. Tiếp theo, di chuyển theo hướng cầu rơi để tân cầu lên tiếp tục. Các em quan sát thực hiện tân cầu bằng mu bàn chân. Và vừa rồi, chúng ta đã ôn xong lại kỹ thuật tân cầu bằng đùi, tân cầu bằng má trong bàn chân và tân cầu bằng mu bàn chân. Sau đây chúng ta chuyển sang nội dung tiếp theo. Đó là chạy bền. Thì phần chạy bền, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các giai đoạn trong chạy bền. Kỹ thuật chạy bền bao gồm 4 giai đoạn: giai đoạn khởi động, giai đoạn xuất phát, giai đoạn tăng tốc và giai đoạn về đích. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn khởi động. Việc khởi động trước khi chạy là điều hết sức cần thiết và quan trọng. Nó giúp các em tránh bị căng cơ. Các em có thể khởi động bằng các bài tập như là nâng cao đùi, ép cơ gối, khởi động các khớp tay và chân, v.v. Sau khi khởi động, các em hãy thả lỏng chân tay và hít thở thoải mái, điều hòa nhịp thở. Việc khởi động kỹ sẽ giúp các em dễ dàng thích nghi hơn và cũng là cách để chạy bền tốt hơn. Đến với giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn xuất phát. Bước 1. Vào vạch xuất phát. Ngồi xổm để chân trước chân sau. Bạn nào thuận chân nào thì để chân đó lên trước. Bước 2. Khi có hiệu lệnh sẵn sàng, các em nhổm người, hai tay chống về trước, người vươn về trước để sẵn sàng chạy. Bước 3. Khi hiệu lệnh dứt, các em bắt đầu chạy.
Để đài chạy tốt hơn, các em không nên ngẩng người quá cao và chạy bứt tốc về phía trước. Xuất phát có vai trò quan trọng để các em điều chỉnh được sức trong các vòng chạy của mình. Nếu các em xuất phát đúng kỹ thuật, thì các em sẽ không mất quá nhiều thời gian để cơ thể bắt kịp nhịp chạy. Nếu các em xuất phát bị lỗi, sẽ làm phần đà của các em bị hạn chế. Chuyển sang giai đoạn tiếp theo, đó là giai đoạn tăng tốc. Trong quá trình chạy bền của mình, các em cần phải điều hòa nhịp thở nhịp nhàng. Hít vào thật sâu và thở ra hết để cung cấp tốt một lượng khí oxy cho cơ thể. Đồng thời, tay các em không nên vung quá mạnh để tránh làm mất sức. Vì là chạy bền, để tránh cơ thể mất sức quá nhanh, các em không nên chạy quá nhanh, nhưng cũng đừng chạy quá chậm để làm thời gian chạy mất nhiều hơn. Vì chạy bền có nhiều vòng chạy, nên các em cần chia thời gian sao cho hợp lý để tránh mất sức quá nhiều ở những vòng đầu và cho đến những vòng sau các em sẽ không còn sức để tăng tốc. Khi đã xác định tăng tốc, các em cần tăng tốc sớm để về đích. Khi bứt tốc, các em chỉ cần điều hòa nhịp chạy và hơi thở để tránh mất sức quá nhiều là các em có thể chạy tốt. Tập hít thở sâu bằng mũi và thở ra chậm bằng miệng. Việc kết hợp tốt nhịp thở với nhịp chạy của các em sẽ giúp việc chạy bền của các em hiệu quả hơn. Giai đoạn cuối cùng là giai đoạn về đích. Khi về đích, các em cần chạy tăng tốc hết sức để nhanh cán đích. Nếu càng gần những vòng cuối, các em tăng tốc và giữ được nhịp chạy của mình sẽ giúp các em nhanh cán đích và đạt thành tích tốt trong lượt chạy của mình. Khi đã cán đích, các em nên thả lỏng cơ thể bằng các bài tập thả lỏng, không được phép ngồi xuống hay nằm để tránh bị nhồi máu cơ tim khi đã mất quá nhiều sức và mệt. Chúng ta chuyển sang nội dung tiếp theo, các em sẽ tìm hiểu những tác dụng của việc chạy bền. Thì tập luyện chạy bền thường xuyên có những tác dụng sau: cải thiện sức khỏe, tốt cho hệ tim mạch, cải thiện chất lượng giấc ngủ, làm chắc xương khớp, cải thiện thính giác, giải tỏa căng thẳng, tăng cường tuổi thọ. Thì các em cần tập luyện chạy bền thường xuyên để tăng cường sức khỏe, bảo vệ cơ thể khỏi một số căn bệnh, cũng như là một biện pháp giảm cân hiệu quả cho những bạn đang bị thừa cân. Và chúng ta đã tìm hiểu xong hết những nội dung của tuần này. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang phần dặn dò. Về phần dặn dò của tuần này, về phần đá cầu, các em xem lại phần phân tích kỹ thuật tân cầu rồi tự luyện tập các kỹ thuật đó ở nhà. Về phần chạy bền, các em có thể tập luyện chạy bền ở nhà với các bài tập đơn giản như là nhảy dây bền, chạy vòng sân, số vòng tùy thuộc vào thể lực của các em. Đến đây thì bài học của chúng ta đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các em đã chú ý lắng nghe. Thầy chúc tất cả các em và gia đình sức khỏe. Thầy xin chào tất cả các em.